Một chiếc cầu treo bắc qua suối ở vùng núi. Những cái bó cáp này là được làm từ sắt tám bó với nhau này. Bên dưới là tre kết bè thôi, không có sắt đỡ đâu. Nó cũng có một cái thanh gỗ to đùng ở dưới này, một thanh gỗ to, Có thanh ngang thôi. thanh ngang, còn đâu là bằng tre kết nối với nhau hết. Cái suối này to phết nhỉ, suối to như sông. Đây đường vào bản. Đây cái dây này nó trũng hết rồi, hay thật. Trên cầu này rung rinh được luôn. Đây là địa phận huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Ấy ơi ơi, đây đây đây, xe máy đi qua. Cả ông. Cũng rụt về đấy, rụt về đấy. Nếu mà thụt cái bánh xuống là coi như là tèo. Đây họ dẫn nước sạch này. Đây có một cái dây cáp dẫn nước sạch mới này. Trời. Thế nên là họ phải làm cái thanh ngang. Cái này chắc là thanh ngang mới, là họ phải bổ sung thường xuyên để nó không bị tụt. Nhưng chỗ thưa là bị tụt đấy. Mà cái chắc là cái suối này nếu mà rơi xuống thì cũng trôi hơi xa đấy. Không biết có sâu không. Đây 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 đây, có một cái xe máy nữa. Đây. Bấm vào thành này. Đi qua cực nhanh luôn. Thôi. Cho nên đúng là đi mới biết được quê anh làm gì có cái cầu này đúng không? Đấy, này, nếu mà đứng lên cái cầu này để giúp sinh à? Đúng, đưa được Nhưng đấy. mà có chỉ là có dây cáp nó bên kia ấy gì đâu. Đây họ làm hai cái trụ lớn này nữa. Họ làm hai cái trụ lớn này. Làm hai cái trụ lớn này nữa để giữ các bó cáp. Hay ghê. Còn cái này là cái đường ống nước riêng. Chào chị nhá. Đường này vào trong bản hả chị?